Chào bạn, mình là Yui Nguyễn Hiếu đây và chào mừng bạn đến với ngày tiếp tục của chương trình yoga cơ bản. Và những ngày vừa rồi bạn vẫn luyện tập đều đầy Nguyễn Hiếu đấy chứ. Và nhớ chia sẻ cho Nguyễn Hiếu những cái trải nghiệm khi bạn tập như thế nào bạn nhé. Và Nguyễn Hiếu rất là mong chờ nhận được những cái chia sẻ và những ý kiến của bạn đấy. Và chúng ta tiếp tục với bài tập của ngày hôm nay. Với bài tập của ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn phương pháp sử dụng âm thanh trong yoga, đó là âm từ ôm. Ôm đó là âm thanh của vũ trụ và nó sẽ kết nối với năng lượng cơ thể chúng ta và năng lượng của vũ trụ. Và khi chúng ta cất lên cái âm thanh này thì sẽ tạo cái độ rung tới toàn bộ các tế bào trên khắp cơ thể của chúng ta và giải phóng tất cả những cái căng thẳng, muộn phiền, ách tắc và những cái bệnh tật ra khỏi cơ thể, và đưa vào cơ thể của chúng ta một cái dòng chảy năng lượng hoàn toàn mới và giúp cho cơ thể của chúng ta và tinh thần của chúng ta sẽ bước sang một cái trạng thái hoàn toàn mới, và chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức khi mà chúng ta cất lên cái âm thanh này. Và để luyện tập với âm thanh này thì khi bạn tập thì bạn hãy quan sát Nguyễn Hiếu này. Chúng ta sẽ nhìn và quan sát Nguyễn Hiếu nhé. Vẫn ngồi ở tư thế hai chân xếp bằng và lưng giữ thẳng và thả lỏng cho khuôn mặt. Chúng ta quan sát Nguyễn Hiếu này. Khi Nguyễn Hiếu đọc thì Nguyễn Hiếu sẽ tròn cái miệng này. Bạn thấy không? Khi mà mới đầu thì Nguyễn Hiếu sẽ tròn cái miệng và Nguyễn Hiếu đọc ôm, và sau khoảng 5 giây thì Nguyễn Hiếu ngậm miệng lại và Nguyễn Hiếu ôm cái âm thanh, nó sẽ rung lên từ bên trong và bạn sẽ cảm nhận thấy rõ cái độ rung ở cái vùng giữa trán của chúng ta, đó chính là cái huyệt đạo thứ 6, và sẽ giúp chúng ta kết nối được với tất cả các huyệt đạo và tất cả các bộ phận trên cơ thể và tạo cái sự đồng nhất, thống nhất, kết hợp hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần của chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ đọc âm thanh này 3 lần và bạn cố gắng đọc to lên để tạo cái sự thay đổi và tạo cái sự thay đổi tần sóng mới, tần sóng năng lượng mới trong cơ thể của chúng ta. Hai tay bạn để Chimura trên đầu gối, lưng giữ thẳng, đầu cổ thẳng, nhắm mắt lại, tập trung điểm giữa chân mày, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu. Hít vào thật sâu, thở ra, chắp hai tay trước ngực, hít vươn hai tay lên, kéo duỗi thẳng cánh tay sát tai, thở ra, hạ vòng tay xuống, hít vào, vươn tay lên, đẩy căng lồng ngực, uốn lưng, nâng thẳng tay lên, thở hạ tay chắp trước ngực, hít vào thật sâu, tay vươn lên, uốn cong lưng. Thở ra, hạ tay xuống, hít vào, thở ra, và nhịp cuối cùng hít tay vươn lên và thở ra nhẹ nhàng, hạ tay xuống, chắp trước ngực, hít vào sâu, hai tay ra ngang với vai, nhẹ nhàng đưa tay trái qua đầu gối phải. Thở ra, nghiêng vai xuống chạm gối, mắt nhìn lên, hít, nâng cơ thể lên, thở ra đổi bên nghiêng sang phải, hướng mắt nhìn theo tay, hít, nâng cơ thể lên, thở ra, nghiêng sang bên trái, hít vào, nâng cơ thể lên, thở, nghiêng sang bên phải, hít, nâng cơ thể lên, thở, nghiêng sang bên trái, hít vào, nâng cơ thể lên, thở, nghiêng sang bên phải, và hít, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay và vai. Từ từ hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, kéo hai tay ra sau, đặt trống sau mông của chúng ta. Cổ tay cách mông của chúng ta khoảng 15 cm. Hít vào, đẩy hông lên, ấn đầu gối, uốn cong người ra sau. Thở ra, hạ hông xuống, cúi gập cằm, mắt nhìn hõm rốn. 2. Hít vào, đẩy lên, nâng cằm lên. Thở ra, hạ xuống. 3. Hít vào, nâng hông lên, thở ra, từ từ hạ xuống. 4. Hít vào, thở ra, nhịp cuối. 5. Hít, nâng hông lên, đẩy căng lên và thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Chúng ta đan hai tay lại với nhau, xoay thư giãn cho cổ tay của mình và từ từ xoay ngược trở lại. Tiếp tục đến khuỷu tay, tay ra ngang, nắm bàn tay lại, xoay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xoay ngược lại 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng tay và vai. Sau đó, chúng ta khép hai chân sát lại với nhau. Gót chân và mông cách nhau khoảng 40 cm. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, thở, vặn sang bên phải, đưa tay phải sâu sang mông của bên trái, mắt nhìn sang bên phải. Hít, vươn hai tay lên, đẩy căng ngực, thở ra, vặn sang bên trái, mắt nhìn qua vai phải. Hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, vặn phải, hướng mắt nhìn qua vai. Hít, nâng tay lên, thở ra, vặn sang bên trái và hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Chúng ta chụp hai chân lại, mở đầu gối sang hai bên, hai tay đặt trên đầu gối. Chúng ta hít vào, siết chặt chân xuống và thở ra, ép chặt chân lại thế. Hít vào, nâng chân lên, khép hai chân sát lại nhau, thở ra, tiếp tục bẻ chân sát sang hai bên. 3. Hít vào, khép chân lại, thở, từ từ mở sang hai bên và nhịp cuối. Hít vào, khép sát chân, thở ra, nhẹ nhàng, mở sang hai bên, hít thở đều, cơ thể hạ thấp về phía trước. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ khép hai chân lại, duỗi hai chân, thư giãn và thả lỏng cho đầu gối của chúng ta. Hít thở đều, rung rung và thả lỏng. Sau đó chúng ta gập hai chân sang bên trái, hai tay chống phía trước, chống đầu gối, mở bằng vai, chống mũi chân lên, lưng giữ thẳng này. Hít vào, thở ra, luồn tay trái qua bên phải và hạ vai xuống, hướng mắt nhìn lên. hít vào, nâng cơ thể về vị trí ban đầu, thở ra, đổi lên luồn vai phải, luồn tay phải qua bên trái, hạ vai xuống, mắt nhìn lên, hít, nâng cơ thể lên, thở ra, luồn tay trái sang bên phải, hít thở đều 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít, nâng cơ thể lên, thở ra, luồn tay phải sang bên trái, hạ vai và hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít, từ từ nâng tay và cơ thể lên, chúng ta lùi hai tay sát về phía đầu gối và dựng thẳng cơ thể lên. Đầu gối chúng ta vẫn mở rộng bằng vai, chống mũi chân lên, duỗi chân phải sang bên phải, úp bàn chân xuống, tay phải đặt trên đầu gối, hít, nâng tay trái lên, kéo thẳng căng sát tai, thở, nghiêng mình sang bên phải, hít vào, tiếp tục nâng lên, thở ra, nghiêng xuống bên phải, nhịp cuối cùng hít, nâng tay và cơ thể lên, thở, tiếp tục nghiêng xuống và hít thở đều 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ xuống, sau đó thu chân phải lại, mở chân trái sang ngang, úp bàn chân xuống, tay trái đặt lên đầu gối, thẳng lưng nào, hít vào, nâng tay phải lên thẳng sát tai, thở ra, nghiêng mình sang bên trái, 2, hít, nâng thẳng lên, thở, tiếp tục nghiêng sang trái, 3, hít vào, nâng cơ thể thẳng lên, thở, từ từ nghiêng xuống, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thu chân lại vị trí ban đầu. Hai tay chống về phía trước, chống mũi chân, hít vào thật sâu, thở ra, đẩy mông chữ V ngược, hạ gót chân xuống và chúng ta nhón gót đi bộ tại chỗ, gia tăng sự dẻo dai, linh hoạt và mềm mại cho toàn bộ gân, cơ và dây chằng ở chân của chúng ta, và duỗi thẳng cho hai chân, hít thở đều, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, nhấn chặt gót chân xuống, từ từ hít vào, đẩy người về phía trước, mắt nhìn thẳng lên, hóp siết chặt bụng lại, thở ra, lùi cơ thể ra sau, ép vai xuống và kéo cái đầu sát dần xuống sàn, 2, hít, đẩy cơ thể về trước, thở ra, chúng ta lùi ra sau và ép vai, kéo đầu xuống, hít, tiếp tục đẩy và thở ra, kéo cơ thể ra sau, ép vai và kéo đầu xuống, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít, đưa cơ thể về vị trí ban đầu chữ V ngược, hạ đầu gối xuống, ngửa lòng bàn chân, duỗi dài hai tay về phía trước, thư giãn, thả lỏng cho cơ thể, hít vào thật sâu, thở ra, thật chậm, hít vào, thở ra, cảm nhận sự thư giãn, đang thư giãn cho từng đốt sống, cảm nhận nguồn năng lượng đang đi qua từng bộ phận trong cơ thể, mang tới sự thư giãn, nhẹ nhàng và cảm nhận cơ thể thật mềm mại và thanh khiết. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, nhấc đầu và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên và thả lỏng hai tay và vai. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta kết thúc rồi và bạn cảm thấy thế nào? Những động tác rất là dễ tập nhưng mà sẽ cảm nhận thấy rõ ràng cái sự mềm dẻo và sự thay đổi của cơ thể từng ngày, đúng không nào bạn? Và để gia tăng hiệu quả của bài tập thì với bài tập này bạn có thể luyện tập 2 lần để cho cơ thể chúng ta mềm nhanh hơn và có kết quả nhanh hơn bạn nhé. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Om Namastaya.